có nơi nào là kỷ niệm? Có nơi nào làm lưu luyến khách diễn phương? Biết nói sao cho anh hiểu tận tường về một vùng quê nổi giấc quên.
hùng. Du kích đồng kỳ khánh an, cùng đi giải phóng khánh bình. Hành quân thiếu vài đồng chí, cả đơn vị ngắm ngùi nhìn nhau, không nói mà nghe đau 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 nhói trong lòng. Kỷ niệm để